Cảm ơn thưa quý vị, chắc chắn là nhà thơ Thanh Thanh sẽ có những lời tâm tình gửi đến quý vị. Xin được nhường microphone cho nhà thơ Thanh Thanh. Mấy cô, mấy ông bà, mấy anh chị em, tập hợp niềm vui sướng lớn lao cho tôi được các con tôi nhân dịp mùa Father's Day và nghỉ lễ cha và tổ chức cái buổi lễ hôm nay trong lòng thân mật giữa người thân hữu cũng như gia đình tôi vô cùng sung sướng. Tuy nhiên cái niềm vui sướng lớn lao hơn cũng như một cái niềm hàn diện và tôi sẽ nhớ trọn đời lời kính quý về quý cô, quý ông bà, anh chị em, thân bằng chúng của các bạn văn nghệ sĩ đã có tình tình đến đây thì tôi biết nói gì hơn, xin nhớ ơn trọn đời. Cảm ơn quý vị. Chúng tôi cũng xin được mời út nữ anh nhà thơ xin đến đây để út nữ của nhà thơ Thanh Thanh tặng cho cha một bó hoa ân tình nhân mùa lễ Father's Day sắp đến. Vâng, đến lúc này thì chúng tôi xin phép được nhờ sân khấu lại cho chị Thuận, mời chị Thuận lên sân khấu ạ.